Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tổng hợp chặng đua thứ tư của MotoGP mùa giải 2021. Chặng 4 sẽ diễn ra tại trường đua Jerez Ángel Nieto của Tây Ban Nha. Với chiều dài 4,42 km một vòng đua với tổng cộng 15 khúc cua, các tay đua MotoGP phải hoàn thành 25 vòng đua tương đương với quãng đường 110,57 km. Cùng nằm trên bán đảo Iberia, việc di chuyển của đội đua cũng như các tay đua là tương đối đơn giản. Tuy nhiên, cũng giống như Algarve, đường đua Jerez Ángel Nieto không đơn giản một chút nào. Ngày 3 tháng 5 năm 2018, trường đua được đổi tên thành Circuito de Jerez Ángel Nieto để vinh danh tay đua huyền thoại Ángel Nieto qua đời hồi năm 2017. Và cho đến nay, đây vẫn là một trong những trường đua đầy thách thức. Một trận đua nữa mà người ta sẽ nhìn vào Marquez, liệu anh có thể trở lại mạnh mẽ hay không? Thời khắc đã điểm và giờ là lúc tập trung cao độ. Xuất phát là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của cuộc đua. Cả hai tay đua của đội Ducati Lenovo Team đều nhập cuộc cực tốt. Jack Miller số 43 vươn lên dẫn đầu đoàn đua dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 3. Bị kẹp giữa lúc này là Franco Morbidelli số 21. Trong khi đó tay đua xuất phát ở vị trí đầu tiên Quartararo tụt xuống vị trí thứ 4. Ducati đang chạy khá đều từ đầu mùa giải năm nay. Ngay ở những vòng đua đầu tiên là sự so kè quyết liệt giữa Quartararo và Bagnaia. Đây cũng đang là hai tay đua cạnh tranh trong 9 số 1 trên bảng xếp hạng toàn mùa giải. Hiển nhiên, đối với cá nhân Bagnaia, anh phải xếp trên số 20 ở chặng đua này để thu hẹp khoảng cách. Ở phía sau, không va chạm với ai nhưng vào cua không tốt, Alex Wins đã ngã ngựa. Anh chưa có sự ổn định ở mùa này. Vị trí số 3 đổi chủ liên tục nhưng người thắng thế đang là Quartararo bởi anh nhanh chóng lấy luôn vị trí số 2 của Morbidelli, đồng thời nhanh chóng áp sát Jack Miller. Fabio Quartararo giữ được tốc độ cực tốt và tấn công dữ dội vị trí số 1 của Miller. Tay đua số 20 đang là người tạo ra cảm xúc rất lớn trong những pha vượt người và vào cua tốt. Với một cú ép trái ở vòng đua thứ 4, Quartararo đã chính thức bước lên vị trí số 1. Tiếp tục duy trì tốc độ khủng khiếp, số 20 bắt đầu gia tăng khoảng cách với Jack Miller. Và thực tế là tay đua của Master Yamaha MotoGP đã giữ được vị trí số 1 trong 11 vòng đua kể từ vòng đua thứ 4 đến vòng đua 15. Có lẽ nhiều fan hâm mộ đã nghĩ tới một kịch bản an bài ở chặng đua này với sự xuất sắc của Quartararo. Rất khó để Jack Miller bắt kịp. Một chấn thương ở tay phải đã đến với Quartararo, khiến anh chậm dần lại và để tay đua của Ducati bắt kịp và mất luôn vị trí số 1 ở vòng 16. Chấn thương có vẻ nghiêm trọng hơn đối với Quartararo, anh tụt dần lại ở phía sau trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ và đội đua. Không chỉ để cho Bagnaia và Morbidelli vượt qua, mà từ vị trí số 1 anh rơi hẳn xuống vị trí thứ 13. Và mất luôn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn mùa giải vào tay Bagnaia. Còn đối với Ducati, đây là một chiến thắng kép, chiến thắng 1-2 khi Jack Miller và Bagnaia đã nhuộm đỏ Jerez Ángel Nieto. Xin chúc mừng đội đua Ducati và cá nhân Jack Miller. Sau đây là kết quả của chặng 4 MotoGP 2021. Và sau đây là bảng xếp hạng sau chặng 4 của MotoGP 2021. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hình ảnh tổng hợp chặng 4 của mùa giải MotoGP 2021.
và mời quý vị tiếp tục đón xem chặng 5 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại trường đua Le Mans của Pháp. Được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sports và Fox Sports 2 với phần bình luận tiếng Việt do Honda Việt Nam tài trợ. Honda Việt Nam cũng tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team năm thứ 6 liên tiếp tại giải MotoGP 2021.